Em chào cả nhà nha. Cái hủ tiếu này là mình mua người ta ngâm nước rồi cho mình luôn rồi nè cả nhà. Nó gáo khô hết rồi mình không có cần ngâm lại, tại vì em mua này mua sẵn á. Chờ cái gao. Đó. Cái này nữa hồi mình bỏ trên mặt nè cả nhà. Đây là nước tương mớ, còn đây là tương 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 đen. Tương đen mình bỏ ớt vô cả nhà với tương ớt. Còn ở đây thì giá và quế, hồi nữa mình đặt để trên mặt cái tô hủ tiếu với cả nhà. Bữa nay em làm miếng nước súp để ăn với hủ tiếu cả nhà. Em có mua bò về viên và bò cái nhà người ta làm sẵn á, nên em mua về cái em làm thêm miếng nước súp nữa cả nhà. Rồi giờ cái này á em đổ vô nước sôi vậy nè. Giờ em đổ vô ha. Làm cái nước súp đặng mình ăn mì với ăn hủ tiếu. Còn này cái bọc nước súp của người ta này cái nhà. Nước súp bò đó giờ mình bỏ vô ha. Nó hòa quyện vô đó cả nhà thấy không? Về mình nấu lại bò mới được cả nhà, tại vì cái bò này nó hơi bị dai lắm. Giờ mình chuẩn bị mình bỏ củ cải trắng với củ cải đỏ vô cho nó đẹp. Giờ mình bỏ cái củ cải đỏ, củ cải trắng vô trong cái nồi nước nha. Đó, mình mua rồi xong cái mình muốn ăn cho nó nhiều nó ngon thì mình về mình nấu thêm cho nó mềm á cả nhà. Tại vì cái thịt này của người ta nấu nó hơi dai lắm. Em để ăn mì. Bây giờ mình còn miếng thịt bằm này cả nhà. Em còn một miếng thịt bằm ha. Bây giờ em sẽ làm thêm bỏ vô trong cái phở bò cả nhà. Đúng là ở nhà mình còn cái gì thêm cái mình bỏ vô nữa cho nó ngon cả nhà. Giờ em bỏ miếng tiêu ha. Mình ốp đó. Em bỏ một miếng đường. Em bỏ một miếng bột ngọt để mình nắn ra viên mình bỏ vô. Rồi giờ em bỏ thêm miếng muối. Rồi giờ mình trộn lên. Trộn lên rồi cái mình nắn viên hết cả nhà cho nó thấm gia vị á. Mình nắn viên. Mình ăn cái phở bò này cái thịt bằm này đó mình đừng có nên bỏ hành cả nhà. Nó sẽ bán mùi, nó sẽ không có thơm bọ. Giờ em đi nắn viên ha cả nhà. Thịt bằm em đã nắn viên rồi nè cả nhà. Giờ mình bỏ vô trong cái nồi nước súp ha. Cái nồi nước súp quá trời sôi luôn. Ngon. Giờ em bỏ vô tự viên cả nhà. Bỏ xuống đầu rồi. Cái này mà cả nhà biết không, mình làm gì nè quá trời ngon hết cả nhà ha. Mình nói mình mua gì chứ về cái mình bỏ đồ vô thêm nữa là nó ngon lắm. Tại vì cái bò này người ta nấu ở cái nhà nó chưa có được mềm. Rồi em sẽ bỏ một miếng cái củ hành vô cho nó thơm. Hành này em sắc mịn. Và em bỏ miếng ngò lên nữa. Đó. Rồi chuẩn bị mình nấu tô hủ tiếu ăn cái nhà đó bụng rồi. Bây giờ em bỏ miếng giá lên ha. Em bỏ một miếng giá lên. Chấm tô. Đó. Rồi các em bỏ một miếng hủ tiếu. Hủ tiếu này á, người ta đã ngâm nước cho mình rồi nó mềm lắm. Nên mình để nguyên vậy nè cả nhà. Mình khỏi lấy cái đồ gì mà mình lấy hết á. Rồi giờ cái này mình bỏ gọn vô. Giờ mình đổ nước vô hết cả nhà. Cả nhà phải không? Em yêu thích cái YouTube này lắm. Bởi vì có một mình mà em làm mà em thấy vui đó. Giờ em bưng qua. Em để ở dưới cái bếp. Các em sẽ múc nước. Còn nước với sôi nè cả nhà. Tại vì hủ tiếu này mềm lắm. Mềm ngon lắm. Bây giờ mình múc. Múc nước mình đổ vô hết cả nhà. Tại vì hủ tiếu này á là ngon lắm. Hủ tiếu kêu bằng hủ tiếu Sa Đéc. Đó giờ hủ tiếu á, Sa Đéc là hả nổi tiếng lắm đó cả nhà. Cả nhà thấy đã có cái cục xương heo luôn.
sau chín lắm cả nhà ơi. Cái này là mình khỏi trụng đó, nếu mình trụng lại là nó sẽ mềm hủ tiếu lắm. Ồ, giờ cái là mình bỏ cái quên với cái thịt chả chứ, quên nó cái chả hoài cả nhà. Hai cục vô đi. Giờ mình bỏ miếng ngọ vô. Rồi cả nhà giờ thấy một cái tô thật là ngon luôn. Chút nó mình bỏ thêm gia vị vô nhé cả nhà, giờ mình ăn thôi cả nhà ơi. Ngày qua ngày mau quá cả nhà, mới đây đã một ngày mới nữa đó cả nhà, bây giờ là còn có mười mấy ngày nữa đã Tết rồi. Hôm nay em ăn hủ tiếu bò hết cả nhà, em mua về em nấu lại ha. Bây giờ em mời cả nhà cùng em ăn hủ tiếu bò, và chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ, ăn cơm ngon miệng bên gia đình ha cả nhà. Như bữa nay em có uống nước ta xong rồi, giờ em bỏ thêm một miếng ra nồi vô. Ồ, cả nhà giờ em thấy cái tô hấp dẫn ghê luôn đó cả nhà. Rồi bây giờ em bỏ thêm một miếng rau này nữa. Cái tô này bữa nay của em ăn là ngon tới tối luôn á cả nhà. Bỏ thêm cổng. Ngon quá, ngon quá. Thôi chút nữa mình coi vừa ăn không có đã. Em thôi á, mình chan nhiều quá có lỡ mặn. Hủ tiếu này cả nhà đúng không, mình không có nên nha chuẩn, tại vì hủ tiếu này á nó hơi bị mềm á. Ô mặt trâu quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Quá ngon, quá ngon. Cái này mình mua bò của người ta cả nhà, mình về cái mình còn cho trong tủ rồi, cái còn cái xương là cái mình bỏ vô cho nó ngọt nước thêm ha. Đây là miếng bò, miếng bò ta sắc nhỏ như này cả nhà, miếng nhỏ miếng bự nha, dạng trắng. Nhưng mà cái này nấu lại mềm ngon quá cả nhà, hết miếng nước. Bữa nay nấu cái tô này bự quá, mấy em ăn hết nữa. Ngon, quá ngon. Nước bụng nó lên thật là coi. Về cái em bỏ đi củ cải trắng củ cải đỏ hết cái nhà. Mà cái nhà ăn thịt bằm nước cấp. Mình thì em ăn ít nhưng mà mình muốn nấu cho ở nhà con cái rồi ăn cái nhà, nên mình mua về mình nấu. Chứ không phải mình ngồi ở tiệm mình ăn cũng được, nhưng mà mua về là cho con nó ăn luôn. Với cháo nữa, cháo đông cũng đỡ. Cái này bò dầu viên. Hủ tiếu này mau miệng cả nhà thấy không? Nãy em không có trụng đó mà giờ miệng. Cái xương hay bởi vì nó ngọt hết cả nhà.
Ngon quá cả nhà. Có ngon. Giả cả nhà. Này cái má heo. Má heo nhưng mà mình mua xương dưới nè. Mà thịt. Ngon quá. Ngon quá cả nhà. Em ăn chậm quá nên hủ tiếu mới ngon. Giả ha. Quá trời. Bò chị Duyên thịt là quá trời cả nhà. Đã. Mấy cái miếng miệng nặng bò nữa cả nhà. Ngon lắm. Bữa nay cái tô này bự quá cái nhà muốn hết thôi. Nó hả? Nó cái cục này gì mà nó còn dai đó cả nhà. Em nấu lại đó mà nó còn dai. Mấy cái chất. Ngon quá. Cái giả mai cơ nè. Hết một tô luôn cả nhà. Ăn rồi xong cái mình uống nước xong. Giờ mời cái nhà nha. Ngon quá. Thơm. Không mùi chanh. Không có ngon. Quá đã. Bữa nay quá trời no cái nhà. Nếu cái nhà thấy những món ăn đơn giản cũng như đổ đất quá cái nhà không yêu kênh cứ nhỏ đất cái nhà nhớ đăng ký kênh và like cho nhiều đổ đất thật like cái nhà. Cái nhà nhớ xin video tiếp theo cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, nhớ xin video tiếp theo cả nhà ơi. Bye bye cả nhà.